Bám sát từng động thái của hai nhà lãnh đạo trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, nhà báo David Jackson đến từ tờ Hoa Kỳ Ngày Nay không có nhiều bất ngờ với kết quả hội nghị lần này. Điều bất ngờ với ông chính là chứng kiến một Việt Nam rất khác. Việt Nam thể hiện sự chuẩn bị rất chu đáo và chuyên nghiệp. Các cơ quan tổ chức của Việt Nam đã thể hiện nỗ lực rất lớn để tạo một bầu không khí tốt nhất cho các cuộc thảo luận của hai bên. Nhưng rõ ràng đây là một vấn đề rất khó để có được một kết quả như kỳ vọng. Không giống như David, nhiều nhà báo, phóng viên quốc tế khác lại tỏ ra rất bất ngờ với kết quả của hội nghị lần này. Nhưng họ đều tỏ ra hài lòng với vai trò của nước chủ nhà Việt Nam. Thật sự là bất ngờ với kết quả của hội nghị. Chúng ta đều mong đợi một kết quả tốt hơn. Ở khía cạnh của Việt Nam, chúng tôi đều đánh giá cao sự chuẩn bị của các bạn cho hội nghị lần này. Việt Nam đã thành công trên phương diện là một đối tác tích cực trong hòa bình. Tôi thực sự bất ngờ và có chút thất vọng khi mà không có bước đột phá nào từ hội nghị lần này. Chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi vào những động thái tích cực hơn trong tương lai khi hai bên hướng tới tiếng nói chung. Với Việt Nam, các bạn đã khẳng định rõ nét vai trò là một quốc gia năng động, ưu chuộng hòa bình và mến khách khi tổ chức rất tốt hội nghị lần này. Đây cũng là kinh nghiệm rất quý báu cho Việt Nam. Hơn 3.000 nhà báo quốc tế đã tới Việt Nam để đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nhưng ấn tượng tốt đẹp của các nhà báo là cơ hội rất lớn cho Việt Nam để quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.